Đại sứ Nga tuyên bố Moscow đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Hàng loạt quốc gia lên án mạnh mẽ hành động tấn công khủng bố tại Moscow. Ba Lan điều động máy bay quân sự để đối phó với lực lượng hàng không tầm xa của Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 3, trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết nước này đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine mà họ đề ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Nhà ngoại giao Nga cho biết, với thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đã không chiến đấu bằng vũ khí của riêng mình trong một thời gian dài. Chúng tôi có thể nói rằng một mục tiêu khi Nga mở chiến dịch là phi quân sự hóa Ukraine đã hoàn thành. Theo ông Nebenzia, Ukraine giờ đây đang dựa hoàn toàn vào nguồn cung từ NATO. Mặc dù vậy, ông cho rằng, ngay cả khi phương Tây buộc phải cung cấp thiết bị đắt tiền nhất ra mặt trận, các lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục phá hủy HIMARS, Abrams, Leopard. Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Sau hơn 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt nguồn lực quân sự giữa lúc nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại. Ukraine nhiều lần tuyên bố sớm muộn sẽ đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga, giành lại lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Moscow cũng nêu rõ họ vẫn để ngỏ đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 vùng mới sáp nhập vào năm 2022 gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Trong bài phát biểu ngày 22 tháng 3, ông Nebenzia cáo buộc phương Tây đã cản trở tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và mong muốn Moscow phải chịu thất bại chiến lược. Đại sứ Nga cũng nhắc về phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông bỏ ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine. Ông Nebenzia cho rằng tuyên bố trên rất đáng báo động. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine làm cho cuộc chiến kéo dài và gia tăng nguy cơ căng thẳng leo thang. Viễn cảnh cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa rõ ràng khi các bên quá khác biệt về điều kiện tiên quyết để thương lượng. Nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông David Arakhamia từng tiết lộ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Johnson đã phủ nhận mọi vai trò trong việc này. Vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, sau này được gọi là công thức của Zelensky. Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể được tiến hành. Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào. Tối 22 tháng 3, một nhóm tay súng không rõ danh tính đã xả súng tại một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở tòa thị chính Krokusk, thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga. Sau vụ việc, cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố này. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã khẳng định Kiev không liên quan tới vụ tấn công. Ông nói, chúng tôi có cuộc xung đột toàn diện, tổng lực với quân đội chính quy Nga và Liên bang Nga. Dù vậy, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzarek cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Trước đó, đích thân ông Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và chính phủ Nga. Ông chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố. Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công tại Moscow. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này, những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động tấn công người dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, một số nước châu Mỹ như Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga. Bộ Ngoại giao Argentina ra thông cáo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Krokusk City Hall, làm hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Thông cáo nhấn mạnh Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố, đồng thời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Trên mạng xã hội X,
Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực nhắm vào người dân vô tội. Tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là hành động khủng khiếp. Mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Nga. Trong khi đó, chính phủ Brazil và Chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở Nga. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân của nước này. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cầu mong hòa bình cho các dân tộc Slaver và cho thế giới. Tổng thống Bolivia Luis Arce bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người dân Nga và gia đình các nạn nhân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối vụ tấn công thảm khốc. Cuba, Venezuela, Đức cũng chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công và chia buồn với các nạn nhân. Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo. Những hình ảnh về vụ tấn công nhằm vào những người vô tội thật kinh hoàng. Các thông tin liên quan phải được làm rõ nhanh chóng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, theo cập nhật mới nhất từ một số nguồn tin tại Nga, hiện lực lượng chức năng Nga vẫn chưa tìm kiếm được hết tất cả các phòng trong khu tổ hợp Crocus City Hall và số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng lên. Theo tờ New York Times của Mỹ, trước đó, các quan chức chống khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại Nga. Đầu tháng 3 năm nay, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng nhà nước Hồi giáo Khorasan, một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã hoạt động tại Nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này. Ngoài cảnh báo công khai, các quan chức tình báo Mỹ đã thông báo riêng với giới chức Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra. Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ lên án tội ác khủng khiếp này, thêm rằng giới chức Nga đang dồn lực cứu người. Bà bày tỏ không hài lòng về tuyên bố của Mỹ khi Washington nói rằng Ukraine không liên quan tới sự việc. Bà Zakharova nói, có một câu hỏi lớn là Mỹ dựa vào đâu để đưa ra kết luận rằng ai đó không liên quan đến thảm kịch giữa lúc nó đang diễn ra. Nếu Mỹ và bất kỳ nước nào có thông tin đáng tin cậy về sự việc, họ nên cung cấp cho Nga ngay lập tức. Nếu không có, thì Nhà Trắng hay bất kỳ ai khác đều không có quyền đưa ra ý kiến. Tối 22 tháng 3, một nhóm tay súng mặc đồ ngụy trang xả súng vào đám đông tham gia sự kiện của ban nhạc picnic ở nhà hát Crocus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố tiếp giáp phía tây thủ đô Moscow của Nga. Nhân chứng tại hiện trường nói rằng các tay súng xông vào từ sảnh chính tòa nhà và bắn nhiều người ở khoảng cách gần. Nhóm nghi phạm cũng đã ném các chai xăng, gây cháy một phần tòa nhà trước khi bỏ trốn trên ô tô màu trắng. Đám cháy bùng phát tại nhà hát đã được khống chế. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm về sự việc. Mới đây, Bộ Tư lệnh tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, nước này và các đồng minh đã điều động máy bay quân sự để đối phó với lực lượng hàng không tầm xa của Nga. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy cho biết, đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22 tháng 3, lực lượng hàng không tầm xa của Nga gia tăng hoạt động. Các máy bay Ba Lan và đồng minh đã được điều động có thể dẫn đến tình trạng gia tăng tiếng ồn, đặc biệt là ở phía đông nam đất nước. Đây là lần thứ hai trong vòng 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ba Lan phải sử dụng biện pháp này. Trước đó vào cuối tháng 12 năm 2023, Bộ Chỉ huy tác chiến báo cáo rằng không phận Ba Lan đã bị một vật thể không xác định xâm phạm. Sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ba Lan, Wisla Kukula cho biết, một tên lửa Nga được cho là đã xâm nhập không phận nước này. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, phía Ba Lan không tìm thấy bất cứ vật thể gì gây nguy hiểm. Theo đó, đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22 tháng 3, quân đội Nga bị cáo buộc phóng máy bay không người lái Shahed và tên lửa hành trình vào Ukraine. Cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine và có hiệu lực trong khoảng 4 giờ. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tổng cộng hơn 60 máy bay không người lái cảm tử và gần 90 tên lửa các loại đã được phóng bởi quân đội Nga. Ông nhấn mạnh với các đối tác quốc tế rằng, không giống như các gói viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine, tên lửa của Nga không có bất kỳ sự chậm trễ nào, ông Zelensky nói. Máy bay không người lái không chậm trễ như một số chính trị gia. Điều quan trọng phải hiểu cái giá của sự chậm trễ và các quyết định bị trì hoãn. Hệ thống phòng không Patriot cần bảo vệ Kharkov và Zaporizhia. Từ cuối năm ngoái, Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng. Moscow không tấn công hạ tầng năng lượng của Kiev trong mùa đông năm 2023, mà tập trung vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng của đối phương. Trong bối cảnh Ukraine tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Đợt tập kích dồn dập của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine mùa đông năm 2022 làm hư hỏng đáng kể lưới điện của nước này, buộc nhiều đô thị cắt điện và nước nóng luân phiên. Bất chấp Kiev tìm cách tăng cường năng lực phòng không, các quan chức nước này vẫn lo ngại nguy cơ cắt điện và nước nóng tái diễn.
khi lưới điện chưa được phục hồi hoàn toàn.